Đài Hà Nội. Hành trình 70 năm của Đài Hà Nội là một khoảng thời gian đủ dài để cảm nhận đầy đủ ngọt bùi, đủ niềm vui và gian khó. Trên hết, đó là quãng đường của truyền thống, vinh quang, kiêu hãnh và tự hào của rất nhiều thế hệ. 70 năm xây dựng và phát triển, từ một trạm truyền thanh cố định đến một tổ hợp truyền thông đa phương tiện. Sự quan tâm, đầu tư của thành phố, sự tin yêu của người dân sẽ là động lực để Đài Hà Nội tiếp tục vươn xa, tiến mạnh hơn trong hành trình hiện thực hóa khát vọng, trở thành tập đoàn truyền thông lớn của cả nước, một cơ quan báo chí bản sắc, uy tín vì sự phát triển của thủ đô và cả nước. Để tiếng nói, đây là Đài Hà Nội, sẽ mãi là niềm tin cho hôm nay và mai sau. Đây là Đài Hà Nội, phát thanh từ Hà Nội, tiếng nói của thủ đô ta.